Rồi, xin chào tất cả các bạn. Lấy một bộ đọc cho anh em nha. Nắp nồi mang cá cho anh em lên xe DD. Đấy. DD hoặc là 81, 86 nha anh em. Đấy. Đây là hàng mới xé bịch da băng. Và anh em lưu ý là Honda không còn sản xuất cái này nữa các bạn. Không còn sản xuất nữa. Đó, là coi như nó tuyệt chủng luôn rồi nha anh em. Đấy. Giờ anh em mà muốn nhập về nữa là cũng không có rồi. Có nhiều bán nhiều anh em. Đó. Là coi như là mình mua được những bộ cuối cùng rồi anh em. Cái này thích hợp cho anh em lên xe DD trưng bày nha. Lên xe DD trưng bày. Đấy. Rất là đẹp. Đi không lẽ nó xấu thiệt chứ. Đây. Xé bịch nha. Nắp nồi mang cá. Đó. Cái này anh em xài chung cho 81 với 86 nha. Xài chung với 81 86. Nhưng mà anh em ráp xe 81 86 thì không lấy ai đi lắp cái cặp này. Nó khá là mất tiền nha anh em. Đấy. Nó khá là mất tiền. Nên chỉ thích hợp anh em là lên DD thôi. Hoặc là lên xe 81 86 mà dặn mà xe trưng bày đó các bạn. Lên xe, anh em lên xe DD trưng bày, lên cặp này nha. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, một cặp duy nhất anh em. Cái dòng này á, anh em mua mà gắn cho xe custom á, có đề á thì rất nhiều nha, nó vẫn còn sản xuất. Nhưng mà riêng thằng DD thì nó không còn sản xuất nữa anh em. Đó. Một cặp duy nhất. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.